là thứ tâm hồn cô ấy đang thiếu. Anh đến để che cái sợ, lắp chỗ trống mà em phải chịu. Em xứng đáng được nhiều hơn thế, anh chỉ muốn nói cho vài điều. Còn nít đến bên em bất kể mọi lúc khi em cần. Và người con gái anh nói là ai? Là em đó Nguyễn Thanh Hằng. À, cô ấy là một thiên thần, nhưng cô ấy đi bằng đôi chân. Cô ấy không hề tin tưởng những người giả tạo đôi mắt thiện cận. Cô ấy có nhiều tính cách, mấy hoài bão một người anh yêu. Và cô ấy rất sợ tình yêu là thứ tâm hồn cô ấy đang thiếu. Anh đến để che cái sợ, lắp chỗ trống mà em phải chịu. Em xứng đáng được nhiều hơn thế, anh chỉ muốn nói cho vài điều. Còn nít đến bên em bất kể mọi lúc khi em cần. Và người con gái anh nói là ai? Là em đó Nguyễn Thanh Hằng. 20 tháng 10. Cậu ấy chính là em đó.